Wow, xin chào tất cả mọi người. Vậy là Tết cũng đã đến rồi. Và nhân dịp đầu xuân năm mới, mình xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn, cũng như là gia đình của các bạn, có một năm mới an khang thịnh vượng, ngập tràn niềm vui, gặp nhiều may mắn nha. Hiện tại thì bên shop của mình nhân dịp Tết thì chính thức khai trương trở lại. Shopgothu.vn khai trương mục đó là thần tài gõ cửa. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn đối với cái mục mới này nha. Các bạn nên tham gia vì cái mục mới này vô cùng là thú vị. Ở đây thì mình đã nạp chuẩn bị sẵn trong tài khoản của mình đó là 1 triệu đồng để có thể hướng dẫn cho mọi người. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ cùng tham gia thần tài gõ cửa. Đấy, thể lệ nhá. Thể lệ, chào mừng bạn đến với khu vui chơi giải trí mang về hàng nghìn quân huy về nick của mình. Chỉ với 20k cho một lượt quay, càng rẻ hơn nữa khi mà các bạn quay với nhiều lượt quay. Ví dụ các bạn X3 lên, X3, các bạn quay một phát 3 lượt các bạn sẽ mất 50.000 đồng. Nhưng mà các bạn sẽ được một lúc 3 giải thưởng. 5 lượt thì các bạn sẽ 90.000 đồng, sẽ được một lúc là 5 giải thưởng. Đấy, tương đương quay chúng 3 ô giống nhau các bạn sẽ X1. Ví dụ quay chúng 3 ô giống nhau chúng X1 này, các bạn từ 100 quân huy các bạn sẽ được 100 quân huy. Còn quay 4 ô chúng giống nhau X4, ví dụ 100 quân huy các bạn sẽ được 400 quân huy nhá. Mình sẽ test cho mọi người này. Nói vậy chắc hẳn các bạn cũng chưa hiểu đâu. Nói chung là các bạn chỉ cần hiểu là cái này chỉ cần 30k thôi. À không phải 30k mà là đây. Nó đây 20k một lần quay. Và X3 lên X3 thì là 50k một lần quay. X5 90k một lần quay. Và X10 là 180k một lần quay. Đầu tiên thì mình sẽ quay với 20k một lần quay nha. Test thử. Nào, test thử nào. Quay. Trời ơi các bạn ơi. 20k mình nhận được 45 quân huy. Có vẻ là vận may của mình nó không được khen các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang có 90 quân huy, lý do là bên shop của mình thì vừa xong là mình cũng có rồi. Nào, tiếp tục quay. Rồi sao? Đấy các bạn cùng quan sát đấy, bây giờ tiếp tục của mình sẽ quay là ví dụ X3 50k một lần quay đi. 50k. Mỗi 3 trúng 45 quân huy, nhận được 45x1, 45 quân huy. Trúng 100 quân huy nhận được. Thế là uầy, với 50k mình nhận được đó là tổng cộng là 395 quân huy các bạn ạ, 395 quân huy rồi. Với 50k đấy. Tiếp tục bình thêm một lần nữa đi. Quay, một lượt quay của mình được 50k, được 545 quân huy đây này. Đấy. Tiếp tục người mình thử quay thêm lần nữa nha. Ui. Cái gì đấy? Mua X3 một lượt quay trúng 9999 quân huy, nhận được ui. Trúng 100 quân huy, nhận được 100x1 quân huy. Uầy các bạn ơi, tổng cộng là được 10.144 quân huy. Uầy, một phát chỉ 50k các bạn ạ. Số quân huy hiện có của mình đang là 11.219 quân huy. Và uầy không tin nổi. Uầy, bây giờ mình sẽ rút bỏ hòm quân huy nhá. Đây, rút mở hòm quân huy ở đây các bạn ạ. Các bạn có thể lựa chọn rút 84 168 340 quân huy. Và các bạn đăng nhập tên đăng nhập của bạn và mật khẩu của bạn vào đây nha. Đăng nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào, sau đó các bạn thực hiện thì lập tức sẽ rút được quân huy về thôi. Nếu các bạn gặp vấn đề gì thì có thể liên hệ qua shop của mình. Bên shop của mình, bên shop gỡ thủ, shop ạc gỡ thủ sẽ hoạt động 24/24 vào dịp Tết này để có thể phục vụ của các bạn. Nếu các bạn gặp phải vấn đề trục trặc gì các bạn có thể liên hệ. Đấy, các bạn còn chần chừ gì nữa mà không qua ngay, đó là cái thần tài gõ cửa khi mà shop bên mình đang khai trương. Cảm ơn người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trên shop.gothu.vn. Nó cứ đánh rồi bị lát. Chết anh rồi. Chơi. Em bảo chơi là chơi mà. Mua đó. Ăn này.
đấy. Thì anh em mình đập bên nhà thôi à, đồ hàng nhá, để tặng sao đợi bạn nhá. Hay lắm trưởng ạ. Rebot đi. Hành vi tiêu cực. Hành vi không nhường mạng đúng không? À không, không. Cố ý giữ mạng, cố ý giữ mạng. Vì cái lý do gọi là không chết mạng nào. Không, cố ý giữ mạng. Cố ý giữ mạng. Nope. Ok, chào anh em nhá, làm ok. Chúc mừng năm mới. 4 3 tính ra là mà nó mở mở cho mình cái team Nhật Bản đấy. Đánh 5 con Violet đẹp. Nhật Bản được nhưng mà bây giờ chưa mở. Thôi mình quay cho cái đợi nó mở chứ. Tèo. Tình hình là anh em núp để mà thịt luôn con Crack đi. Tết đến về. Này cẩn thận nhảy một phát nó kéo cho một cái thôi. Đúng rồi. Anh em là sao đấy, nó kéo quá là đi luôn đấy. Bây giờ liều nhá, 5 người xem nó kéo với ai thì người đấy đen. Đúng rồi, ra đi. Không đi bộ à nhỉ? Không. Bây giờ em có tốc biến này, 4 người đều có tốc biến này. À. Ok. Em lên để em thả tiếng. Nó thích ăn em nhất. Ok. Nhanh lên. Em đưa ra, Chạy. Kéo vào. Mày đuổi. Thôi. Game. Em không kéo ra được, kéo ra từ từ. Để xem bùa nó. Mira tay ngắn có chút xíu à. Ôi giời. Người ta kéo xong rồi. Giải tán thôi anh em ơi. Trận này phải đánh chắc cú đi bây giờ. Chắc kéo phá bùa nó. Trời ơi, thằng khốn nạn này. Đòi ra ăn được người ta cái chứ hả? Chờ hôm đấy nhá. Có bùa xanh anh em ơi. Vừa kéo thôi. Chưa, không dám đâu. Không phải, lên trên. Bảo trưởng ôm thôi, trưởng ơi, trưởng. Sao anh? Ôm, đợi anh ấy bùa đã. Không là Victor qua mít nhá, cả đấy anh em. Anh bảo em pha bùa xanh á. Em pha thoải mái đi em ơi. Ăn đi em. Ăn đi anh cho phép. Ăn đi em. Ăn đi. Nào chứ chưa này. Không phải đâu đây. Bây giờ đang làm clip với anh em này nên là anh Phong anh kiểu như là kiểu hào phóng ấy. Nhường. Hào phóng này biết là. Khó chơi đâu anh ơi. Được đấy, thằng đát kia. Ôi căng luôn đấy, bốn thằng đấy. Mình ba thôi. Rồi, tôi về nhá. Bây giờ cứ yếu máu là về nhá. Không ở lại đâu. Chơi được anh em ơi. Chơi. Anh em chơi được anh em ơi. Đây này. Đây, ôi trời, phí quá. Đây, chơi được. Anh có tốc biến mà. Ôi, không sao, được một mạng. Đùa, team ăn một mạng mà không cản được cấm mạng hỗ trợ. Thằng Lister đang lên nhá. À trận này chưa di chuyển được hết thế nhở. Nó té đáy rồi. Lister vào rồng. Anh Hù nó sợ chạy gọi là khắp nhái rồi. Ồ, rừng nó vẫn cắm cọc kìa. Kìa đây. Mấy anh Lister này. Thấp thôi. Trời ơi. Nó cứ nhô cái đầu lên đấy, nó kéo em này. Đây. Nó nhô cái đầu đi, em đánh cái đầu nó xuống. Em phục kìa. Đập nó xuống. Nó nhô cái đầu lên, em đập đầu nó xuống. Ui giời, mấy cái thằng khốn nạn rồi. Chúng anh nhiều đến chịu được. Thôi anh em đứng lên nhảy với nhau đi. Sao? Lên nhảy cứ biết bọn nó đi, cho cái bọn nó chạy ra luôn. Ây à. Thôi cả anh ơi. Ây à. Bắn đi em ơi, cứ bắn đi. Đang đến, nó hai thằng đấy anh em ơi, chúng nó. Đây là đang thả tính cho Zuka tới ganh. Từ em chị em chưa có chịu kéo đâu. Chưa tung biến. Victor trong bụi anh ạ. Anh biết rồi. Team nó đầu game hơi mạnh, đánh ra anh em mình cứ đánh tự tư thôi. Phải vội thôi. Hắn luôn, rồi ngon luôn. Đánh thấp rồi. Anh xin cho nó hồi phèo luôn nè em ơi. Chạy thôi. Được anh ơi. Ôi dồi ôi. Anh hay quá em ơi. Em tới đây.
em tới đây. Băng luôn, băng luôn, băng luôn, băng luôn, băng luôn, băng luôn. Băng luôn. Năm cơm rồi. Cua xanh, cua đỏ, cua đỏ. Em kê cho, em kê cho thằng này. Rồi ok, chơi luôn này. Thôi, chơi luôn. Rồi, ngon, 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 ngon. Tiếp tục, tiếp tục. Ok, ok. Xíu xíu cho anh cái con bệnh nhu nhá. Thôi. Thôi cái gì? Anh sắp xanh rồi này. Trưởng ơi, chơi trưởng ơi. Chơi không? À. Zuka Hemana hả? Chơi. Em cũng được nhá. Chơi. Ôi trời, đây thoải mái đi. Thoải mái đi. Victor có mình. Thôi 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 xong rồi. Bây giờ mình sao ấy? Đánh 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 ở đây. Ôi nhưng mà có thằng Red. Nó lên bụp nhá, nó lên bụp nhá. Năm thằng nó đấy. Victor đang bắt ở cái đoạn kìa. Thế mà nó vẫn kéo được kìa. Thôi, đây chết đây, rồi. Tôi cứu rồi. Ai vậy? Em sao vậy? Để mít cái. Đây đây đang anh. Còn sao? Hầu câu tí thôi. Thằng này cũng về này. Trời ơi, rát kìa. Được không? Được không? Được không? Thôi xong rồi. Ôi, đổi mạng, đổi mạng, đổi mạng. Em ơi, đổi mạng, đổi mạng. Sao không đổi mạng? Xong rồi, luôn. Cày đi. Không đổi mạng nó. Ok. Em đứng đây xem dụ được thằng nào không? Ôi trời ơi, ơi không nản nó. Cái quả cầu băng xương đẹp thế. Chiếu cuối tụi biến đẹp thế cơ mà, trời ơi. Ơi. Trưởng ơi lên nhanh này, trưởng ơi. Được, anh farm hết của em rồi đây này. Nó cứ đánh thôi bị lag. Chết anh rồi, chết anh rồi. Thoải mái anh ơi, thoải mái. Chơi, chơi. Em bảo chơi là chơi mà. Mày kéo tao rồi, mày kéo đi. Mày kéo tao chơi đó. Đây, vừa đỏ vẫn còn. Vừa đỏ vẫn còn. Ok, ok. Đây, 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 trụi rồng đi anh em ơi. Đây, đang cố. Trụi dưới em, được không? Này, anh kéo này, anh kéo này. Lên với anh, lên với anh. Đây kéo rồi, đấy của ông đấy. Thôi tôi bỏ đi. Thôi, thôi thôi bỏ đi, bỏ đi. Còn Phoenix đang ở dưới này nhá, anh em tranh thủ đi. Này, chuẩn bị anh kéo tiếp này. Bỏ được yếu máu rồi. Ủa anh cứ mạnh lên. Thôi, thôi, thôi. Em ơi, anh chạy trước đây em ơi. Đừng có ba thằng. Đừng có ba thằng. Đây, 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 đang đợi đây. Lick, 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 lick. Tìm nó nha, tìm nó nha. Tốc biến chơi này, đằng sau này, đằng sau này. Đam. Thôi sao rồi. Nhá, để đường đi á. Đó, chọn cho trưởng cái. Chơi nó, booster hay quá. Cái nick này nó. Anh thủ thế để cái này. Bắn trụ anh ơi. Dám bắt mình. Dám tôi ra, tôi ra cho em bùng máu. Cho em bùng máu, chơi định vậy. Hai em không chịu đấy, có thằng này. Này. Ô sao nó mất gì? Đánh cho mày đấy anh ơi. Phí thế. Anh em ơi, ra tìm cái gì của em tới ơi. Rồi. Em mình em mình nghỉ. Hỗ trợ hết mình như thế rồi. Anh em đánh đấy. Anh ơi. Anh em đây. Anh tới đây. Đừng. Thế thôi. Thịt nhỏ lưng cao. Cậu béo thì chơi. Mà màn hình rồi. Quá. Em bị thằng Phoenix nó ép, không đánh được. Ủa. Trưởng ơi. À cái thằng Grack sao nó kéo chuẩn đấy nhở. Lát anh em mình đi kéo màng nhĩ ở Hà Nội nhá. Đi kéo lại cái màng nhĩ rồi. Đâu đâu của xanh đâu. Chơi không, chơi không. Đúng nha, mình để đường KK đấy á. Để anh em ơi, làm thịt con này hộ anh thôi. Nó căng quá. Rồi. Mà ai rồi. Thôi, cản không kịp. Cản đi, ăn đi. Con Fanny nó mạnh quá mà. Đổi đường luôn em ơi. Bắn đi. Má giải hết này, ok. Ôi, bị cướp mất vừa rồi. Trứng ơi, đổi đường luôn. Bên thôi. Chết này, cáo vai lên này. Chờ. Mày. Mày.
Em xin lỗi. Đồ ăn giải. Không phải, mà là anh kéo nó đi. Bà đấy cứ... Con chiêu xì đẹp quá trời mà. Thằng kia nó bảo nó lì xì em qua Tết. Ok. Các bé bay vào. Cứ bay vào đây. Đổi đường để mà chi thằng phí của em. Thằng phí của em. Ai có là rát trong bụi này. Anh cân hết. Rát, chân đầu. Ôi em giữ chân được nó rồi này. Ôi dồi đông thế. Chết rồi. Đông. Không hát lại đúng kìa. Em đang lách đây anh ơi. Ôi dồi ôi, thôi sao rồi. Để chút đi, chút đi, chút. Vâng, lên à? Từ đầu nhá. Từ đã bỏ ra ngoài. Cho lính lên rồi mình dọn. Ok. Em ra đây. Sao ra con rồng hết rồi. Có toang rồi, toang rồi. Ấy da. Ôi anh nào. Trời. Anh cố tình cho nó kéo đây. Ok luôn. Kéo đây em hiểu không? Tính. Từ từ, bình tĩnh. Anh cố tình cho nó kéo đây. Ok. Kìa có thằng quýt đằng sau ấy. Quýt, chơi quýt, chơi quýt, chơi quýt. Không hóa giải đâu. Thằng kia chắc thế. Này thì sao này. Kéo ghê đấy. Này thì sao này. Quýt nó lết rồi. Dọn lính anh ơi. Kè mình, nó kéo mình. To thật sự. À, mẹ à. Nào tiếp tục này. Pin nó hai con xạ thủ. Sao đẹp lên lời. Trụ dưới. Thôi bỏ trụ dưới. Ok, kịp thời quá anh ơi. Quả sấy. Ok, ra bây giờ này. Em tả tính rồi. Chơi nó. Chơi nó anh ơi. Em vừa mới gắp thịt nhé. Vừa mới gắp. Ok. Chơi anh ơi. Thằng Bennett cẩn thận nhá. Thằng này nguy hiểm quá. Câu chai rồi. Mày chết rồi. Mày chết rồi. Đường 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 đâu? Win đi. Đây anh đang dưới đây. Anh định nhìn lại đầu hàng luôn để nó không thể win được. Chúng ta ta cũng bảo là ta cho đội bạn ra đây đầu hàng luôn. Anh này. Thì anh em mình đập bên nhà ra đây đầu hàng nhá để tặng sao đội bạn nhá. Hay lắm trưởng ạ. Để cho đội bạn không kịp trăng chối gì. Vâng, ăn lại con bùa này. Ăn lại lần hai rồi. Anh kéo vào đấy, anh kéo cho em ăn mà. Rồi anh tới đây. Nó vào kìa. Black kéo rồi. Đẹp thế này. Black kéo rồi. Black còn chưa cuối. Ui, em không có há giải đâu. Được. Lính chưa có đâu. Thôi bỏ đi. Ra ngoài. Bây giờ mà nó sang ép được cái con dàn thần ấy. Rồi bắt đầu bắn AD bắn rát. AD bắn rát rồi ấy. Đấy đi, em để mít cho. Đấy đi. Cứ đẩy đi. Em để mít cho. Rồi. Anh em cứ đẩy nhá. Để hai đường nhá. Cố lên. Ôi sao nó khỏe. Ôi trời ơi. Nó mang đầu khí. Mạnh với chúng tôi này. Ok, một dàn trụ nhá. Bùa xanh, anh có bùa xanh nhá. Có tiền. Còn cái bùa xanh nhà em luôn nhở. Đồ đỏ em bùa đỏ. Đồ đỏ anh em đều có rồi, hai anh em đòi gì nữa. Ờ, thế thì thôi. Đúng rồi, bây giờ để cho Zuka lại. Còn em mà. Ôi. Gửi đắc kìa. Bây giờ phải câu được cái thứ hai của con Phoenix đó là mình chơi được. Đây, chơi đây. Phoenix đằng sau nha, cẩn thận tí. Từ từ, đằng sau. Được. Lùi về. Mọi người không đợi em à. Đợi chút nha, đẩy đường đấy. Tà thần. Anh nhìn em cướp tà thần thế này. Đây, check tầm nhìn kìa. Đi, lấy câu. Trời
chưa. Có biển nút bụi đâu à? Lo. Không, anh có bụi xanh mà anh bắn cho vui vậy thôi. Ê bụi nhá, bụi nhá, đừng vào đấy. Đừng vào đấy. Để em check cho, Đưa trường, từ từ. Thôi đừng vội. Ôi ôi. Đấy. Mày câu được chiêu hai, con phải nick được, câu chiêu hai con phải nick được. Mày à. Hai em ơi. Ngon luôn, ngon chưa? Quy luôn. Này. Kéo vào. Ôi. Nó có lăn chưa này, tôi. Hết chiêu rồi. Cái này gọi xinh kìa. Hay em ơi. Bắn nó. Để link trước. Bên một kia để link. Khá là tà thần cơ. Tà thần mới win được. Xả chiêu đi, xả chiêu tà thần đi. Có chiêu cuối. Đây có chiêu cuối. Ôi giời. Ok, bên luôn. Hay quá. Bên luôn anh em ơi, bên luôn. Chạy đi. Được. Trưởng ơi. Phát đấy phải để cho anh Hảo chết. Anh Hảo được MVP rồi đấy, 7-0 rồi kìa. Chứ chết bạn nào rồi kìa. Đâu xem là thằng nào. Đây đâu đúng rồi, anh Hảo căng thế này. Bây giờ xanh lắm rồi đấy. Nhường bụi xanh, anh phải gánh. Có bụi xanh nó thế đấy. Luka bụi xanh đi. Bụi giải ơi. Không sao. Nó ăn rồng ấy. Nó ăn rồng bà chú ấy. Ok. Cho Butterfly, cho Butter. Chờ Butter. Tới rồi. Sửa được rồi. Chơi nó, Richter đi. Rồi, một em rồi. Rồi, ngon. Thắng ơi. Đi luôn. Thắng. Rồi, bắt chưa. Để mít luôn. Đi luôn. Butter đi. Rồi, lên. Đây. À, may quá, đường rồng có đường dưới có con rồng rồi. Để anh để hai đường cho chắc chắn nhá. Nào, chuẩn bị tốc biến kìa. Chơi đâu. Em tốc biến lên cho. Chơi nhá, em tốc biến lên cho. Luôn, với tốc biến đây. Rồi. Đây. Chơi. Đấy. Ngon rồi. Win rồi. Rồi. Vào luôn. Game dễ. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Anh Hảo chết chứ, để con thấy MVP nào. Cảm ơn anh em nhiều nha. Ok, chúc mừng anh em nhá. Thanh quá. Ok, thế này, sướng quá trời. Để xem ai MVP. Rồi, chúc mừng năm mới. Happy New Year. Anh Hảo okay. MVP này, anh Hảo. Thôi, em hạng lần 3. Em hạng 4 luôn ạ. Anh Hảo MVP. Anh Hảo chết chết là nào ạ? Chưa. Thế đã bảo cho chết đi rồi mà. Anh Hảo chết mà không chịu. Anh em với bốn anh em report anh Hảo đi. Report đi. Chết. Có cái bạn đâu mà chả report được. Đi được nhá. Hành vi tiêu cực. Hành vi không nhường mạng đồng lượng. À không. Cố ý giữ mạng. Vì cái lý do gọi là không chết mạng nào. Không, cố ý giữ mạng. Ok, chào anh em nhá. Làm Ok. Rồi, ra đây nghỉ nha. Ok.